cái đường đường lên Cầu Bái Tí Hon là cái đường dốc 20 độ. Vậy mà năm 2009 thầy Cương đã đi bộ lên như này để mà đón những em học sinh của thôn Gò Gia xuống trường để mà ở đậu trú. Qua 2015 thì cờ rẽo đường đón xuống. Wow. Kinh dị. Giờ lại là vượt qua cái dốc đầu tiên. Trời ơi. Mỗi lần mà chở cờ rẽ về là chở như thế nào ra. Con dốc tiếp theo. Ôm chặt vào. Mỗi lần chở cờ rẽ về là cờ rẽ ngồi trên cái xe này. Wow. Lên. Quay. Trời, hay luôn. Trời ơi, không xe nào mà tồn tại nổi bước dốc này. Hay luôn hả? Wow. Dạ, đã khó đi lắm. Wow. Ôi mua. Đường đá không chứ phải đất nữa. Đây là đường đá. Quá. Một cú đắp tiếp theo nữa. Gian nan. Một câu vậy thôi. Một kinh khủng. Đó là con đường đến trường của một bé đinh cờ rễ. Quá. Vực sau. Núi cao. Có đi mới biết được. Phải khâm phục thầy Cương và thầy cô giáo ở sân 3 đã dành tình thương đặc biệt cho những học sinh thân yêu của mình. Wow. Tiếp tục là một cung dốc nữa. Rất nhiều cung dốc. Liên tiếp. Wow. Kính thưa quý vị, đây là con đường lên nhà của cậu bé Tứ Hôn Đinh Văn Cà Rễ. Và cha của cậu bé Tứ Hôn là anh Đinh Văn An đang chở chúng tôi đi lên nhà. Một đường rất gian nan khổ cực. Đó là năm 2020. Nếu mà quay lại cái đây 10 năm thì con đường này nó đã gian nan khổ cực đến mức nào. Trời. Wow. Đi mà hụ lâu có gặp được những cái xe máy